lấy cái kim ra bên ngoài quý vị. Vâng, quý vị và các bạn đang thấy qua trên hai cánh tay nghệ sĩ Minh Tấn, máu đang tuôn ra quý vị. Và giờ đây Minh Tấn đang dùng lưỡi dao lam rạch bụng của mình. Rồi, cố gắng rạch bụng của mình đi, rạch bụng của mình để tìm kiếm cây kim, nguyên cây kim ra bên ngoài. Nhớ đừng có môi bộ đồ lòng ra bên ngoài nha ông nội. Mà lỡ mà có môi bộ đồ lòng ra bên ngoài cũng được. Tối nay cho diễn viên Hoàng Tấn nấu phá lấu cùng với cháu lòng.